Hoàng Nguyên Quán nói bản thể Trong triết học nói bản thể Không nói rõ nhưng nói gì Một tự tăng thanh, thanh tịnh Duyên minh thể Đây là bản thể Nó khởi nhị dụng Nhị dụng là gì? Một cái biến hiện ra vũ trụ Thứ hai biến ra bản thân Bản thân và vũ trụ đồng thời xuất hiện Giống như nằm mơ vậy Quý vị có nhớ hay không Lần nào nằm mơ không có bản thân quý vị Quý vị nghĩ xem Có khi nào nằm mơ không có bản thân mình Chắc chắn có bản thân Bản thân là chảnh báo Môi trường trong mộng là y báo Phật nói với chúng ta Chảnh báo có trước y báo có sau Tức là khi nằm mơ có bản thân trước Sau đó mới có cảnh mộng Nhưng nó nhanh quá dường như đồng thời xuất hiện Kỳ thực vẫn có trước sau Trong mộng đích thực quý vị Nên biết lúc nằm mộng Cảnh giới ngoài mộng thì tùy theo ý nghĩ của quý vị mà chuyển Chuyển rất nhanh Hiện tượng này lúc đang thôi miên Quý vị sẽ dễ dàng nhận ra Lúc thôi miên quý vị tỉnh táo Anh nhìn thấy có núi không Trong chốt lá Tôi nhìn thấy rồi Tôi nhìn thấy rồi nó liền chuyển rồi Ý niệm đang chuyển Anh có nhìn thấy Bồ Tát không Tôi nhìn thấy rồi Quý vị không nhắc nhở họ Họ nói họ không biết Vừa nhắc đến họ liền có ý niệm Ý niệm này lập tức liền hiện tượng Chứng tỏ Cảnh tùy tâm chuyển Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Bản thân chúng ta có thể khống chế bản thân Đầu tiên khống chế thân tâm bản thân lành mạnh Thanh tịnh an lạc Điều này có thể làm được Đây là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Khống chế bản thân rồi Trong lúc dù ý bản thân của quý vị tự nhiên như vậy Đây chính là tướng tự nhiên trong tự nhiên Môi trường chúng ta cư trú này khống chế được rồi không chế điều gì Nơi này không có thiên tai Cho dù có thiên tai Nơi của chúng ta thiên tai không nghiêm trọng lắm Ví dụ như động đất Tâm của quý vị là định Nhà người khác lúc động đất Tường vách đều đổ xuống Ly thủy tinh trên bàn đều rớt xuống đất Quý vị cũng cảm nhận được động đất như vậy Nhưng đồ nhà quý vị không động đậy Đồ đạc để trên bàn không xê dịch Quý vị cảm giác có động đất Nhưng trong nhà quý vị hình như rất bình an Không xảy ra vấn đề gì Đó là gì Khu vực quý vị ở bất động Nếu như công phu của quý vị lớn Nếu công phu tu tập của quý vị đắc lực Nơi cư trú của quý vị Phạm gì một dặm hai dặm Không có đại nạn Công phu cao hơn nữa Nơi mình ở phạm vi mười 10 dặm Một trăm dặm không bị thiên tai Hoàn toàn nhờ vào định lực của quý vị Nhờ vào công phu của quý vị Người thật sự có công phu Có đại phước đức Nơi họ cư trụ sẽ không có thiên tai Đạo lý Chính là cảnh tùy tâm chuyển Tâm quý vị là thanh tịnh Tâm quý vị là định Cho nên quả báo quý vị đạt được là an là lạc an lạc là quả tịnh định là nhân sau đó quý vị sẽ thực sự hiểu rõ muôn sự muôn vật không có gì không phải là tướng tự nhiên trong tự nhiên vậy